ông nói ông nói bữa nay trời trời tuyết ở đâu có đâu. Nó bảo vậy mà không biết có 100%. Bảo không có. Sao vô đây. À, à, mới chạy uống gì cà phê gì vậy? Không uống nước à, nay uống nước trắng à, cà phê. Có cái gì đấy thầy? Bột bột củ cốc á. Để em uống cái đằng này, uống cái đó nó hơi mặn mặn. Cái đó là của Nhật á. Nè, của Nhật. Coi là đồ tươi không cái này. Còn thấy ăn trái cây thôi. Ăn đồ tươi với đâu? Sáng tổng kết mình từ thiện xong rồi 102 triệu. Chiến đi ngoài Bắc á, thấy mình không bây giờ còn mua thêm 117 cái nón của mấy đứa nhỏ. Nhưng mà tôi nói thôi bây giờ mua 130 cái đi. Để rủi mấy đứa nhỏ kia mà nó chưa đi học á, nó nghe nó lại không có tội cho nó, ít nhất cũng nghe nó cái nón. Chứ mấy ông bánh mì phải không? Mua thêm kệ là cái cô Phật tử ở Canada, cổ nói thầy mua giùm con đi, rồi bao nhiêu thì con gửi cũng mừng thôi kệ. Rồi chót thì chót cho mấy nhỏ về. Phát hết cho mấy đứa nhỏ thì cũng vui. Cái gì nè, tại sáng tôi thấy vậy mới thấy tội nè. Thấy cái hình đó mình thấy tội không ơi. Nó mua cái nón này nè, nó mới chụp cho tôi coi kiểu nón nè. Kệ cũng được. Dạ, được, được quá đi chứ cần gì, nó con nít vậy là đẹp rồi. Nó mừng lắm, cái hình nó coi mấy đứa nó gửi qua đâu rồi. Ủa đâu rồi, cái hình đâu rồi. Mà không có giặt được không ấy chứ. Dạ yeah. Có giặt được không? Tại cái nhờ gánh giặt lần này giục đi là tội nhá. Đây nè, coi nè, thấy tội không? Rồi, ông thấy nít đó đó. Thấy tội mình thật đó. Nó có người dân tộc mình kia coi nó ăn mặc thì nó của mèo mà nè. Cái gì coi nè, ở đâu rồi không thấy không? Nó thấy chịu không nổi không ấy đó, ông thấy chưa? Nè, anh ơi, nó hơi ngay không? Đó, nó thì cũng cái nghiệp gì à, bây giờ nói nếu mà cuộc đời mà sanh ai cũng giàu hết thì đâu có chuyện gì để nói. Cũng cái nghiệp gì mà nó sanh ra vậy thấy cũng tội nghiệp. Bởi vì con gì nó sanh ra nó cũng có cái phước của riêng nó. Ví dụ như loài nào nó vậy, loài chó nó cũng có phước của loài chó, loài chim nó có phước loài chim. Thấy con chim, tại sao có loại chim thì người ta nuôi có loại chim ta luyện thấy mồ nội, nhưng chim cứu nghe nó kêu đâu là ta luyện nó thấy mồ nội nó bay gần chết đó. Chim cong, chim két thì ta nuôi trong lòng. Vậy là hai cái, vậy là cuối năm nay hai cái tiếng từ thiện Nam Bắc không là sắp xỉ 200 triệu. Yeah. Ừ, Nam Bắc tôi không ngờ mà gom gom được quá trời. Đó là do có ba thư ký đàng hoàng đó chứ không phải tôi nói hướng à. Sổ sách đàng hoàng từng một á, rõ ràng vậy đó. Kệ vậy cho chúng sanh vui mình cũng vui, nhất là mấy bà nhà quê nè, họ nhận được cái món nhận được chưa, nhận được rồi không này. Mấy người mà miền Nam á, miền Nam được cho một số rồi, miền Nam biếu một số rồi. Để coi đâu rồi, ngoài Bắc mới gửi cho mấy cái hình coi ngoài Bắc đâu rồi nè. Đó, mấy người Bắc về quê nè, họ nhận tiền với họ nhận gạo với họ đó, họ nhận cái dầu cho mừng đó, thấy không, thấy thương mấy người ngoài Bắc. Thôi kệ đó, vậy đó, ta vui mình vui. Mà thật tình thầy có thấy không, khi mà thầy cái lòng từ thầy nổi lên á, biết rồi nhưng mà nó cũng khó chịu. Tôi nói ông nghe để tôi phân tích ông nghe, đầu qua nên tôi cũng hơi khó chịu, nhưng mà tôi suy nghĩ lại là thôi kệ nó. Mình làm gì nó cũng theo dẹo như tôi đã nói, nhưng mà lúc mà mình bất giác á, tự nhiên mình đang lo nó chết màu công việc, mới không lo nhiều việc nó mà nó sọt chứ lúc nào nó cũng có ma trên, làm gì cũng có ma trên á. Ông đại khai ông gửi qua cho tôi coi mấy cái mà nó vô nó chửi mình á, nghĩ coi á, bây giờ đơn giản vậy thôi, ông nghĩ nó đơn giản cái chuyện nè, mà nếu mà mình không á, để tôi đi đến, mình không có để đây đó, ví dụ như con chó ông coi đó, người ta đó thì thương nó, biểu nó may đò may đạt cái nó, người ta nói ngày nào thầy cũng quay cho con coi, con thấy con thích nó, thấy không mà nó vô nó chửi mình, nó con chó mà làm như con người vậy nó cũng chửi, ông thấy không. Rồi có nhiều người năn nỉ nói thầy
tụi con ở Mỹ hồi qua bên đây cũng lâu, có mấy cái món nó đơn giản nhưng mà con không biết nấu sao, sẵn lâu lâu thầy nấu ăn vậy đó, thầy quay cho tụi con coi để nhiều khi á tụi con rảnh con nấu cho gia đình ăn. Có nhiều đàn ông nữa, bị Mỹ thì đàn ông mình rửa chén nấu cơm, quay mấy lần nó cũng vô nó chửi nó nói cái tiền ăn mặc ở ngủ ỉ á, sao không đem chỗ khác đi quay bỏ lên chỗ băng giả chỗ giảng làm gì, nó cũng chửi rồi. Cái gì nó không chửi đó, tôi nói đâu, đầu tiên thì tôi nghĩ, nhưng mà giờ tôi nghĩ cảm ơn đó. Hồi nãy sáng tôi nói á, tôi nói với chú Thiện Thông mấy anh em mà làm YouTube, tôi nói kệ mẹ nó đi con, nghĩ là cảm ơn nó cũng coi, nó cũng vô nó coi được cái view. Rồi nó còn bằng xấu. Nó chửi kệ đó, mà nó vô nó coi cũng được cái view. Rồi lấy cái tiền đó làm từ thiện hồi hướng lại cho nó. Bởi vì nhà nó coi mới có tiền đó, chứ còn phải chi mà thầy làm mà cho thầy á thì thầy nghĩ là thầy buồn. Còn đằng này thôi kệ, nó vô nó coi nó chửi thì cũng được cái view. Thiện Thông nói con lấy tiền YouTube đó, con không cho đưa cái chùa kia để mà cho người nghèo 10 triệu thầy. Mình nghe nói giờ mình cũng vui. Rồi nãy nó cũng đòi để nó đóng góp cho đi miền Bắc. Tôi nói thôi miền Bắc đủ rồi, để dành cho mấy người nghèo khác đi đó, tiền YouTube đó. Thì vậy đó, tôi nói thôi kệ đi, rồi mình cứ mình quan hỷ đi. Nó chịu khó nó chửi, mà nó chửi nhẹ thì mình để. Cái nào nó chửi nặng quá thì mình để lướt vậy thôi. Nhưng mà vô cũng được cái view. Nếu mà thầy nghĩ vậy nó mới nhẹ cái đầu đó, đó thôi. Đầu tiên mình cũng nổi dịch chứ đó, mình làm từ thiện, mình đâu có ăn có uống gì cả, mà mình lo nghĩ thấy màu. Mà rồi ví dụ như con chó cũng vậy nữa, cũng chửi mình nữa. Nhưng mà giờ là nghĩ thôi kệ nó, thầy có phước đó. Ví dụ như mấy bà mai áo cho nó vậy nè, họ biểu mỗi ngày thay cho nó cái áo đẹp rồi nè cho mấy bà coi. Vậy là cho mấy bà vui, mấy cô thích chó. Nó đâu biết tại vì nó chẳng nó ăn thịt chó, nó không thích chó. Khen con. Tại sáng nay tôi nấu cháo, tôi cúng chư thiên. Tại vì mình nghĩ thôi, gần tới ngày Phật thành đạo rồi. Sáng nay nấu cháo ngồi đó, rồi ngồi tụng kinh, cầu nguyện. 8 tháng 12 Phật thành đạo. Ngày mốt làm sớm, nay nấu cháo ăn nguyên ngày. Rồi tôi cúng cầu nguyện cho bá gia bá tánh, cho dầu họ biết nguyện không được gì nhưng mà mình nói tấm lòng. Tôi mới nói con ơi, bây giờ con tới giờ thầy cúng cái đã, rồi vì thấy nó là nó ngủ ngon lành rồi, để thầy cúng đi rồi thầy đi cho con đi tiêu tiểu sao. Bởi vì sáng á cái thằng bên đây nó đi làm lúc 15 phút nữa 7 giờ mà chị ta chơi á không có chịu ỉa ở nhà, cứ chạy qua đất người ta không à, mà chạy qua mà chạy ngay cái chỗ cái đường đi vô người ta đó, mà nó nhìn thấy, mà sợ nó nhìn thấy, nó không dậy sớm từ giờ đó tôi đi làm cho nên tôi cúng trước. Cái tự ái nằm xuống cái mặt luôn, không thèm dòm luôn, coi như mắt đái cả đêm không đi được. Cái là tự ái không thèm dòm, kêu không thèm dòm nữa. Bị nó thấy sao tôi ngồi tôi cúng tôi ăn thì giống như quên nó nghĩ là mình ngồi mình cúng mình ăn mình quên nó gì đó. Lúc đó cái não nó nghĩ được tới đó, tại vì lúc đó cái đầu nó đưa lên, không thấy không, nó sáng nó ngủ vậy đầu nó đưa lên mà nó nghe mình gõ keng keng mình cúng á, cho nên nó nghĩ là cúng bỏ nó. Thành nó nghĩ được tới đó cái nó giận mở cửa không đi là không đi nghe, lột hết cái áo đầm rồi ra giục luôn, là xiết cái nôi lại làm 2 năm tính chơi vậy đó, nghe không. Cái rồi lại năn nỉ nó, thôi giờ mặc áo mới cho con nghe, mặc áo đỏ nghe đó, hôm nay mặc áo đỏ đó. Ủa, quên, nó để cái hình, cái mặt áo đỏ đó, cái này mặt áo đỏ nè, cái áo đỏ xong rồi đi ra ra thấy không. Quá, cái quan thì hỏi ông là sao mà nói bỏ nó được. Đấy, một cái vướng mắt nó nghe này. Vậy mà cũng có người đi ganh tị với con á. Thấy thầy đưa con người ta ghét ông ơi. Cái anh tự tới thầy chùa nó lại ôm chó. Mỗi lần ôm mỗi lần tốn nước rửa tay. Có nhiều chuyện vậy đó. Nói ai ngồi nói đạo mà để chó trước mặt nó rất nhiều chuyện. Nó ngồi nó nghe kệ đi, nghe biết đâu ngộ sao nghe con ha. Vậy mà cũng có người đi ganh tị với con á. Đúng nhẽo rồi cái không đi ra tới đây nè, không chịu bước đứng xuống bậc thềm hay bồng xuống mới được. Chào vậy làm biến đi, già rồi
giờ giống nhẽo vậy đó, bữa nào vui á thì đi lọc cầu, không vui ra tới đây đứng vậy đó, đứng quay đầu trở lại là bị úp bồng á. Thế hả? Dạ, bồng thả xuống mới đi, chơi vậy đó rồi. Dạ, ơi. Mày quá rồi, mày hạ sư phụ quá rồi. Bạn gần. Bồng mới được. Không, mà với tôi mà nói chuyện mà không cho nó ra tôi đố ông, mà chịu tôi thua ông á. Tối mà nghe nói chuyện điện thoại với ai ngủ không được hứ. Giận để ngủ đó, tối là phải để cho ngủ nha, không có được làm rùm trùng nha, tắt đèn hoài là bực mình lắm à. Khi tôi khuya đó ngủ không được, tôi muốn đi ra tôi uống nước á, mà bắt đèn lên cái là bực mình á. Dạ. Bực mình nó để ngủ thầy á. À. Thứ à, giờ ta ngủ mà đi bật đèn. Dạ con không biết tại sao xài cửa xa nó được chứ cái hồi chứ. Thiệt chứ con biết tại sao thầy xa nó được à? Nhưng mà biết lịch sự đó, bây giờ không có kêu đi tiểu nữa, ráng kêu như là tối là khoảng chừng 7:30 tụng kinh xong rồi đó, cho ra điên lần nữa là nín cho tới sáng hôm sau luôn, được cái chỗ đó đó. Giờ chịu là không kêu, không có hoành hành mình nữa. Nhưng mà không hoành hành mình thì chị ta nghĩ rằng là đừng có quậy chị nghe, để cho chị ngủ. đừng có quậy. Ơi, nãy giờ chứ cũng một kiếp, cũng một kiếp con này. Mà sao nó có những cái nó không đặc biệt không, tôi không hiểu nữa, không hiểu. Ăn nghe, ăn nghe đằng này nướng bánh tráng ăn á, thì cái đó thì dòm, nghe nhai rộn rộn thì dòm ăn. Còn ăn cơm ăn cháo thì thôi không cần, mà nghe cái gì mà giòn giòn á, dòm, dòm đương miếng ăn thì thôi. Tại sao nên tại sao Việt Nam mới lại mới dạy mấy con chó cúng được cái này? Không, con vậy. Này mà tập nó cũng được, nhưng mà nó già thôi chứ tập được. Bây giờ sáng tôi đi ra tôi biểu nhảy con nhảy taxi coi là tôi thấy dột của đời, tôi nhảy tới cho luôn là nhảy. Thế hả? Dạ, nhưng mà bữa nào xuyên nghe là biết bị mệt thì thôi nhảy, biết biểu thì nó ở Việt Nam vũ cho ông coi đi, coi đứng vũ đi, vũ đứng thấy vũ biết này hầm biết này vũ đi, vũ con vũ đi đứng vũ. Vỗ đi, đừng vỗ. Thái mà áo màu mè vậy đó. Đây là thương lắm đó. Thương lắm. Lạnh không? Ông ơi, nó cũng có cái phước thôi, kệ đi, nó sanh ra cái vùng đất này. Không? Dạ. Rồi. Đó. Còn mày ấm tí nghe, tội nghiệp con. Nha. Hình như chó nó không lạnh mấy. Thế à nè. Mấy mẹ nó cái run này. Nay cũng đâu có lạnh mấy đâu. Dạ, nay cũng bớt rồi. Ha. Coi chứ ngoan, được cái ngoan hết sức ngoan. Không làm thế phiền mình. Mấy cái dịp Tết này nè, cũng cần làm nhiều cái cứu trợ lắm hết rồi. Phải làm về đúng dịp rồi đó. Đúng dịp Tết rồi, còn có 3 tuần nữa là Tết rồi. Nhưng mà cũng có người thì họ có cái tấm lòng lắm, họ buông xả ra hay lắm. Có nhiều người thì cũng không có buông xả. Cũng thì tùy người đó thầy. Nhưng mà thầy càng buông xả bao nhiêu thành càng nhẹ. Thấy rồi. Nhiều Phật tử cũng bảo thủ. Nhưng mà có nhiều người thì họ tốt, họ buông xả, không phải mình họ phụ vô mà mình nói vậy. Nhưng mà có nhiều người họ tiện. Thay vì họ có thể ăn một cái tiệc, họ ăn một cái bàn ăn 2-3 người 100-200 đồng họ không tiếc, nhưng bỏ ra 50-70 họ từ thiện họ tiếc, vậy nó giống như cái nghiệp của họ. Cái nghiệp này cũng có, tôi đánh giá người không có dở đâu, ví dụ như mình thử vậy thôi, làm được. Có nhiều người thì họ tiếc, một là họ không tin, hai là họ tiếc, thứ ba là chung là cũng nhiều mặt chứ không phải là họ vậy hết. Nhưng mà giống như họ có phải họ mà có người thì tội nghiệp, họ hà tiện họ không dám ăn. Dám nhả, ví dụ như có cô đó tội nghiệp, con có chồng cô ở quận 6, quận 8 chứ Việt Nam mình à, dạ mà cô về hưu đâu có như Việt Nam mà dạ. Mà dám bỏ ra 15.850.000 để mà biếu cho mỗi người 100.000 tiền mặt ấy. Rồi đã vậy, dạ 850.000 rồi nó giống như nó lẻ 50.000 cũng để luôn là 16, ví dụ vậy là cái người rộng rãi. Nhưng mà cái người đó là hoàn toàn là đằng này thấy cái hình rồi là coi giống như cổ bình dân lắm, cổ không có xe xua gì hết, mà tiền đó là tiền hưu á, tiền hưu ở Việt Nam thì đâu có nhiêu đâu, không
Cái mọi người thì coi như họ kêu ra cắt rắc thì trên đời này thế gian họ nói câu cũng đúng là người ta ba thứ người ta. Người thì tiền rửa, người 30 đồng, nhưng mà cái người kia chỗ giữa đó, người đó nó khó chịu. Có người thì bỏ ra tính từ đồng từ cắt, tính đủ thứ, nghi ngờ đủ thứ hết. Mà gặp mấy người vậy mệt lắm không? Có người thì nói thầy, con phụ thầy từ thiện trăm mà thầy lên tiếng giùm, thì nó ông trâm đậu thầy, thì nó ông bà nội ra thôi, tôi không có làm điều đó được, tôi có lý lý chính trị. Tự nhiên trâm đậu là sao? Đâu nó ảo mới đi xin đi lại ta có chuyện mà cái chuyện chính trị là tôi dính léo, mà tự nhiên biết thầy là mà thầy nói chuyện cái thầy lực lúc nào thầy cũng nhắc nhở ông Trump đậu hết mô Phật sao trời, tôi nói đó là không được, tôi không có theo ông nào hết á, mà tôi là không được, tại vì nó cái chuyện gì mà nó tầm bậy đâu được. Nói anh ấy thế nào ông Trump cũng lật tình thế thì để coi bây giờ coi như là ông bỏ ông đi Florida rồi là ông không có chịu thua, ông về ông lật ngược ở lại, tôi nói mô Phật thì chừng nào lật thì hai chứ rồi tôi không biết cái nào á, tôi đi theo và quốc hội nói vậy biểu tôi nói được câu được thầy cũng kính trị gì là nó chắc nhanh nhất là không biết làm ai hết rồi chứ thầy vừa nói thầy đi tu đấy, thầy cũng có chính trị với em mà được rồi chứ đừng cãi là mình cho mẹ thầy ơi, thầy đừng cãi thì đâu dám cãi, nhưng mà họ cũng ghét cái đầu mình à, tôi tại mô Phật thì thôi cãi người ta thì nó thấy ông tội quá thì thấy tội rồi. Thầy không biết thầy nhìn sao cho con nhìn thấy tội nữa. Cổ chức mà đội mình tội luôn đó thầy. Rồi cái cha thầy mà thịt chó đó hỏi thì mình cũng nghĩ là ông nói cũng có mấy cái trúng. Thì đúng là ông cũng dám phê bình, ông dám chịu thiệt, nhưng mà càng ngày càng quá. Ông phạm cái này là gọi là phá đạo chứ không phải là phá giới nữa. Mà phá kiến á, nó tội hơn phá giới. Trong hai cái phá đó mà phá kiến nó tội hơn phá giới, phá kiến nó đồng tội với ác ma, còn phá giới anh chỉ anh phạm giới chỉ lỗi có mình anh thôi. Lần này ông giờ ông cứ đi đâu ông cũng bô bô là Phật không có chủ trương ăn chay, Phật không có kinh sách kinh này kinh kia ông đem ra, ông nói không có nói kinh nào nói ăn chay hết trơn á. Còn từ khi qua bên Tàu đó như kinh này kinh kia là đó là Phật giáo Trung Quốc là ngoại đạo này kia, cái kinh Lăng Già Tâm Ấn á là của ngài Bồ Đề Đạt Ma từ Thiên Trúc đem qua chứ đâu có nói qua bên Tàu. Mà kinh Lăng Già Tâm Ấn nói rất rõ vấn đề và vấn đề cái lòng từ bi á. Ông nghĩ á, đúng cho là thời Đức Thế Tôn không có vấn đề ăn chay, vì cái thời đó là mà ngay cả bây giờ đi tìm hiểu lịch sử lại đó không có thời đó không ai ăn chay được á. Mà thật sự ăn mặn á thì ăn mặn á, có những cái phái mà họ ăn chay, bên Đà La Môn cũng có phái ăn chay chứ bộ, nhưng mà thời đó đó khổ cực tới mức độ mà chỉ có ăn cái hạt trứng với thịt gà thôi à, bởi vì nó đâu có đâu mà nói chay với mặn, hiểu không? Là cái thời đó họ ăn vậy đó. Bây giờ ông bô bô như nãy thấy cái em nào nó quay phim ông ngồi ông ăn 20 trứng không dịch lộn ông cái đây là anh làm anh bẹo thiên hạ, anh phá kiến đó. Cho nên ông này nếu như đúng căn cứ vào tinh thần mà gọi là phát triển Phật giáo là phải thủ tiêu á, nếu không ai trị được là phải thủ tiêu anh, mà mình nói như vậy thì khác nào mình phạm với giới sát sanh đúng không? Bởi vì anh làm những phát kiến quá nặng nề. Nhưng mà để coi cái nước Việt Nam nó làm sao, cái giáo hội Phật giáo Việt Nam với cái chính quyền Việt Nam nó dung chứa hay sao chứ. Hồi xưa có một vị vua đó rước một vị thầy tới làm quốc sư đương triều nha, ở nuôi trong triều đình để mà dạy cho dòng tộc luôn á, cho thái tử, cho công chúa, cho tới các quan là giống như là quốc giáo mà. Nhưng mà bữa đó cái vị đó nói sai thôi, nói sai về vấn đề nhân quả thôi, là nhà vua cho ra lệnh chém đầu, không thương tiếc. Anh làm thầy, anh là quốc sư một nước, anh đại diện cho một cái đạo giáo của đạo Phật mà anh nói sai cái chân lý đạo Phật, nói phi nhân quả là chém đầu, không sợ tội lỗi. Đó là ông vua, là vua Minh Quân á. Thành ra trong giới Bồ Tát nói rất rõ đó, thà trăm ngàn mũi dao đâm mũi nha mũi giáo đâm vào mình, trăm ngàn cái cây á đập vào bổ vào đầu mình,
nghiền thay mình ra thành mảnh tro bụi, chứ không thể để cho cái kẻ phá kiến bôi bác Phật pháp. Thành ra nếu như cái ông này đúng giờ luật thì giờ phải xử tử à, anh xử theo cái tội mà qua, là nếu mà cái người nào mà hy sinh vì đạo là giới cư sĩ đó, là nếu mà không nhà nước không xử đạo không xử được thì phải thủ tiêu thôi. Mà nói vậy thì nó hơi quá trớn, nhưng mà thật sự nó phải vậy thôi, chứ phá kiến quá nặng nề. Mấy ông thầy mà lâu thôi hôm nay đó, cái ông mà dâm với nhỏ mười mấy tuổi ấu niên rồi bị bắt vô tù kêu 7-8 năm, hay cái ông mà mới đây lỡ thể nằm ăn với mẹ nào đó, nhưng giờ mấy cái đó nó phá giới thôi, hiểu không? Phá giới, ví dụ như nó phá giới rồi nó giờ nó ra đời, nó vô tù là nó căn cứ vào cái luật của quốc gia thôi, cái chuyện cái bản thân đó. Còn đằng này anh nói bậy, nói mà nói gọi là kêu mượn đó là ngoại đạo chứ nội đạo Phật giáo không có, Phật giáo không có nào mà nói ăn chay hết trên này kia nọ, Phật rồi không có nói ăn chay này kia rồi đó, là phá kiến này, phá kiến ghê gớm nặng nề. Một lời nói đơn giản mà nó là nhân quả nó sâu dài, ông hiểu không? Còn mấy anh cha kia nó phạm giới tùm lum vậy chứ nó tội của mình nó hả? Rồi vô tình nó một số đạo khác nó mượn cái cớ đó nó dập vô. Thế thì ông này nó có fan của nó, bảo vệ nó. Rồi thành ra nó làm tới, hồi nãy nó ngồi trước nguyên một cái rổ hộp vịt lộn rồi nó ăn 20 cái hộp vịt lộn. Ông nghĩ coi gì như thế nào? Thì con thầy nói thầy đã phản cảm rồi, thầy muốn làm gì làm. Nhưng mà thầy đã phản cảm rồi. Con trông đến như vậy thấy phản cảm. Đầu tiên là mình hết lòng, mình nghĩ là ông sẽ ăn năn hối cải. Ông dám nói lên sự thật, thường ăn nói cải, nhưng mà càng ngày làm quá. Phá kiến. Mà ông nhớ là phá kiến, tôi nhắc lại câu phá giới không tội bằng phá kiến. Phá kiến nó đồng tội với ác ma. Anh lỡ anh phạm giới chuyện của anh không sao hết á. Bây giờ ví dụ như giờ tôi phạm giới nó vô nó chửi tôi cho đã rồi thôi, nhưng mà nó không có lôi cái đạo ra nó chửi. Đằng này anh lấy cái đạo ra anh nói như vậy, ông hiểu không? Nó mang tội hơn. Mà người ta, người đời nhiều khi người ta không hiểu, người ta tưởng đâu là chừng nào mà ăn ngủ với trai gái ha, bậy bạ này kia nọ, ăn nhậu này kia đó thì đó, nhưng mà nó có chửi, nó chửi ngay người đó thôi. Còn đằng này ông cứ ông bô bô cái miệng ông nghe. Như vậy thầy, Phật nói câu là tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, đó là phá kiến đó. Cái đó là phá kiến hay phá tín, à, tránh tín? Thì tính là phá, tránh tính là phá kiến đó, phá cái nhìn của ta, cho nên ta hiểu sai làm cái đạo đó. Ví dụ bây giờ á, ông có thể ông nói à thôi thì tôi theo hệ phái Nam Tông, hệ phái Campuchia, tôi ăn mặn không ai nói gì được hết trơn á. Còn ông cứ ông bô bô là ông Phật không có ăn chay, ông Phật không có chủ trương ăn chay này kia nọ. Nếu anh nói vậy anh theo làm đúng y với Phật đi. Anh chỉ tam y nhất bác, chỉ có cái xà rong với cái tròn với cái ấy anh đi bưng, tối anh ngủ với cốc cây, ai cho vậy anh ăn nấy. Đằng này anh đi anh dán cái bảng lên cái chùa anh nói anh nhận hết trâu hò heo chó rùa rắn rít gì đó, rồi xong rồi bây giờ anh ăn, anh đi anh mua, người ta mua anh ăn trước mặt thì anh cho anh bẹo gan người ta, cho nên đúng ra là phải thủ tiêu. Không biết thủ tiêu nếu mà các cái trí thức nó chấp nhận nó tội, bởi phải giết một cái con như ông mua đồ về bẫy chuột, bẫy chuột thì bây giờ phải gì, phải thủ tiêu chứ, bây giờ không cách nào hơn, giờ đuổi nó đâu có ra, thí dụ giờ ông thấy không? Bởi vì nếu con chuột mà nó đẻ ra rồi nó làm cho bao nhiêu người và Phật tử tới đây ăn, 10 Phật tử là ông biết 10 ông Phật, thì Phật tử là con người là thành Phật mà, 10 ông Phật mà một con chuột mà nó ăn vô, nó ỉa bậy vô, nó đái bậy vô ăn, 10 ông Phật giết 10 ông Phật thì ông nghĩ sao? Ông hiểu không? Cho nên á, có nhiều cái nó tội, nhưng mà tội lúc nào với ai. Thành ra nếu ông thầy này mà không trị được, mà nhà nước không trị, giáo hội không trị được, thì tôi nghĩ là sẽ có trí thức, giới trí thức nó trị thôi. Mà giới trí thức thiệt họ chấp nhận họ tội để mà họ diệt những cái mầm mà phá kiến vậy chứ thôi sao được. Ông bơ bơ vậy ông đừng có tưởng đâu ông ngon. Rồi nãy mà tôi thấy ông ngọn ăn 20 cái vịt lộn quá, gan tôi nó sôi lên đâu. Anh ăn anh tiện anh cái gì bà ba về mà cụ về đi. Cái ông nào vô nhà mấy nay chắc tại tôi thấy tôi hầm
Dĩ nhiên ông nói đúng, ông nói có mấy thằng người ta ăn á, coi như là 100 người ăn, 70 người, 80 người, 90 người đúng. Anh nói tôi không nói anh sai. Nhưng mà người ta ăn, người ta lén, mình tội nghiệp, người ta tao thè, người ta ăn. Người ta đi lén, người ta đi mua, người ta ăn, miễn ta đừng cắt đầu, đập đầu mổ lông ở trong chùa thôi. Nhưng mà chuyện người ta ăn lén, người ta đâu có công khai. Còn anh bây giờ anh đang công khai, anh cho nó quay phim như vậy, anh nghĩ anh là con người cái thứ gì? Anh có lương tâm lương tri con người không? Kẹt cái nó không thuộc giáo hội. Nên nó không thuộc giáo hội. Mà chính quyền này không có luật pháp để chứng bắt người ta ăn hồi về lộn là bắt được ra được. Nó kẹt là kẹt như vậy thế này. Chính quyền đâu có luật gì đâu. Không phải có luật. Nó bây giờ nó cần mấy cái này quậy đặng chủ trương là vô thành. Tại nói chuyện khác nó cho mấy bây giờ nó thả ra cho mấy cái thành phần này quậy, ông hiểu rồi. Nó muốn chơi Phật giáo sát bến, Phật giáo từng ai gì mở rộng vòng tay nuôi nó chi. Bây giờ nuôi anh thì anh nuôi anh giống như nuôi khỉ dòm nhà, bây giờ tương lai anh cũng có thể quật tôi được, ông hiểu không? Cho nên nó mình mượn gì nó cho rằng để nó nói lên cái tư tưởng đạo Phật vô thần. Đúng khe, tôi nói thẳng vậy thôi. Ghê lắm, đi bên trong ghê lắm. Cái này nói về thì con chịu đây ông, nhưng mà thật tình luật pháp không có cấm cái vụ ăn mặc ăn chay thật tình. Còn đạo giáo chùa này đâu có thuộc về, cho nên nếu mà nó làm gì vừa làm quá thì phải tôi nghĩ là phải cái giới trí thức, giới mà thiệt lòng mà bảo vệ đạo thì nó phải đi tới con đường đó thôi. Thấy đường cổ võ đó, mình không cổ võ nhưng mà vậy thôi, chứ bây giờ nó phá kiến mức độ vô, ai chửi ai cũng chửi không tội nghiệp á, riết rồi cái người thiệt người hiền người ta cũng phải chửi. Bây giờ ta chịu ông nói anh nói tào lao, trong khi anh nghĩ cái đạo Phật là chú trước từ bi, dầu rằng Phật không anh nói biểu ăn chay nhưng mà lòng từ bi. Bây giờ anh giờ tôi vậy nè, tôi tự trồng ra, tôi cốt đất Phật tử, ông đem tới ông cúng cho tôi. Giờ thí dụ như tôi có thèm quá đó thì tôi ăn được cho ông thấy, tôi thí dụ vậy phải không? Còn nhưng mà đó là lương tâm mình đã hành hạ rồi. Đằng này anh đem người ta cúng dường cho anh, ta cúng phụng cho anh được quyền giữ tiền giữ bạc, mà anh đi anh mua gà mua vịt anh mua chó mua heo anh ăn vậy, anh nghĩ sao? Từ bi anh ở đâu? Anh còn anh sẽ ăn tôi luôn, anh ăn con ăn cháu tôi nữa. Mà nó ngu si vậy, nó phát kiến vậy mình vậy. Đó sẽ thấy không? Thôi nói rồi. Rồi nãy tôi thấy mà tôi thiệt ông tôi sức mà hôi trời lạnh. Con biết, con biết. Tại vì nó phản cảm lắm này. Nó làm cho mình khó chịu lắm. Con nói thật cho thầy nghe đó. Nên tại sao con không mở lòng được như vậy? Mà Việt Nam tránh mà, như thầy, nói con... ra nếu mà những cái loại này nó ác ma rồi thì yêu cầu mấy cái giới nó chỉ quất cho nó chạy xe sao nó quất tới một cây thôi là xong. Nó quất cây thì xong rồi, bây giờ nó phá đạo quá trời mà nó... Việt Nam nó đủ tới 100.000 cắt. Còn không thì nó mời ăn thì nó vậy nó bỏ. Ủa, thì nó bả về. Cái xe cứu quạt cứu thương nè, có bật ở nhà không? Không có kìa. Ông đi à, ông lấy thơ ông đi à. À, ông lấy thơ. Trời ơi, đằng này gom cho một đống ở trong á. Vâng, ông lấy thơ xong ông đi. Có thấy ông bề một đống thơ và ông đi. Có như chắc là bà cụ chấp nhận bỏ nó luôn rồi. Không ke nổi chứ không phải chấp nhận. Bà không chấp nhận. À, con thấy không? Bà bỏ con luôn rồi. Không lo nổi. Nó điều cũng khô với lạc này là phải gấp hao, gặp cái hao này phải đeo liền. Thấy không? Không, được cái bà về nó theo á. Thầy tin con đi. Yeah. Bà về á, là nó nhớ nó theo liền. Đúng rồi, nó có tấm lòng nó dữ lắm. Hay lắm rồi thầy. Nhưng mà bây giờ nó được cái khôn là nó đeo cái phao này, chứ nó đeo phao này nó chết. Nó nhất định rồi, nó bị ứng biến như này. Thế nên nó cái thấy nhiều, vì bây giờ phát kiến nhiều quá, nói tào lao. Giống như ngoài Bắc nó có hành quyết đó. Nó có học ở Đài Loan á, mà có khi nó cũng phát kiến, nó nói tào lao binh tướng đó, tại vì nó muốn lãnh đạo chùa Ba Vàng. Hả? Nó muốn lãnh đạo chùa Ba Vàng mà nó tào lao đó, lúc mà cái đám mẫu mà nó làm rần rần cái đám mà đồng đền, rồi nó lúc mà cái ấy nó muốn lãnh đạo luôn cái chùa Ba Vàng đó, nó phát kiến cái thằng Hành Quyết đó. Trời ơi, nó có ăn có học Đài Loan á, học Đài Loan nào mà học Trung Quốc về đó, mà nó vậy đó, nó tào lao vậy đó. Nó muốn nhảy lên nó lãnh đạo luôn cái chùa Ba Vàng, chùa Tam Chúc với chùa Bái Đính luôn. Nhưng mà không lợi với ông Nhiễu. Hiểu không? Là không lợi ông Nhiễu bị nó cái thế nó mạnh. Trời, nó đâu phải ăn học có bằng tiến sĩ rồi, nó không phát kiến đúng không?
phá kiến mạnh ở này hết. Phá kiến mạnh hơn. Nó bị nó có cao, nó có tiền, nó có quyền, nó tào lao vậy, nó muốn giống như nó muốn thay Phật kia đó, nó ra cái điều lực này kia vậy đó. Cho nên nhắc lại là phá giới không tội bằng phá kiến. Phá giới là anh tội của mình anh à. Còn phá cái chánh kiến người ta tội lớn lao dữ lắm. Giờ thí dụ như tôi không nổi. Tôi ra đời thí dụ, hay là tôi chưa ra đời, tôi trong đạo tôi phá giới, lỡ ba tánh nó phát hiện, phải tội có mình, nó chửi thời gian là thôi. Còn anh nói để cho người ta lệch cái tư tưởng người ta, làm cho người ta bất mãn một cái đạo ta hiểu sai lầm Đức Thế Tôn á. Tội này là đáng coi như không có cách nào cứu được, là ác ma, ta gọi là ác ma đó. Nhưng mà tôi nghĩ chắc phải tới đó, cuối cùng cũng phải tới đó thôi. Nếu mà giáo hội xử không được, nhà nước nó để cho vậy thì cái nào cũng phải tới đó. Dễ mà Việt Nam, dễ mà. Chứ nó tầm bậy tầm bạ lên, nó tào lao binh tướng cho mấy YouTuber nó quay anh nữa, nó ông ăn ngồi nguyên rồi, ông dịch lộn ngồi 20 trứng, trời ơi. Nước mắt tôi nó tuôn vậy chứ đừng, nó nóng, nó sôi cái máu tôi, trời lạnh vậy mà nó tức mà không phải tức cái gì, tức một con người phá hoại Phật pháp vậy đó, gọi là hủy bán Phật pháp. Không có, tôi nói mà nước mắt tôi nó tuôn rồi, thấy không? Chứ đâu phải mà nói hại người ta đâu. Bởi vì thà coi như chấp nhận mà mình đọa địa ngục chứ không để cho người phá kiến trong giới Bồ Tát nói rõ mà. Chấp nhận đọa thí dụ như giảng, bởi vì khi ngồi nghĩ lại á, đúng ra mấy thầy giảng á, ví dụ như tôi ngồi bữa nay tôi nói á, tôi dặn lòng tôi nghe thôi, bữa nay mình hiền nghe, bữa nay mình vui nghe, mình giảng mình đừng có nói gì xúc phạm tới mấy ông thầy cũng tội mấy ông nghe, xúc phạm nặng nề quá. Nhưng mà sao tới lúc giảng nó tức là tại vì cái chánh pháp nó cao siêu quá, mà mấy ông thầy đi quá đà vậy, mình tức thì mình chửi lên, mà mình chửi lên thì mình được nhiều người ta nghe ta chịu không nổi. Ví dụ như nhiều người ta muốn là nghe những cái gì hiền chịu, nhưng mà lúc đó nó tự nó trào tôi chịu không nổi, ông hiểu không? Chứ đâu mắc mới gì tôi ngu si gì mà tôi giảng tôi đi chửi chi cho người ta ghét. Nếu mà mình chịu không nổi, lúc đó tự nhiên mình nghĩ tới. Bởi cho nên tôi nói luôn, cả Phật giáo nguyên thủy bây giờ nó cũng không phải là chánh tông. Phật giáo nguyên thủy bây giờ nó là của Bà La Môn á, mà nó nói đại thừa này là Bà La Môn, mà chính nó mới là Bà La Môn á. Nó cúng, nó cầu, nó tán xa, nó làm, nó ha na mô ta ra tô sa ba ra ha tô, làm ung sùng đó, ứng cung chánh đẳng giác đồ rồi nói tò là nó cầu phạm thiên không á. Chứ chính nó mới là Bà La Môn á, nó lấy của Bà La Môn y rạch khuôn á, mà nó nói cái gánh đại thừa này là của Bà La Môn. Rồi đại thừa này hãy nói lại thì nó mới là nguyên thủy, nó mặc y áo vậy đó. Cuối cùng học thằng nào cũng như nhau, dập mũi ngang mày hết trơn trời. Thành ra Phật giáo gốc thiệt á, nó chầm 25% rồi. Giảng kiểu đó, vậy như chúng tôi giảng khô nước miếng, đó là Phật giáo gốc thiệt á. Nhưng mà tại vì mình tức rồi mình nói lên mạnh quá đi, cho nên nó giống như là nó gì, coi giống như dữ, không thấy không? Dữ. Nên ví dụ Đức Thế Tôn có lần, Đức Thế Tôn nói với Ngài, nó nói không? Câu bốn câu đơn giản thôi, gọi là tri quyển tức ly, mà bất tác phương tiện, mà ly quyển tức giác, mà diệt vô tầm thứ. Có nghĩa là Đức Thế Tôn tu hành chỉ có một chữ tri thôi. Tri là biết đó, chỉ có một chữ biết, mình biết thôi. Biết là tri quyển tức ly, biết được quyển đó, cái gì tức là ly, là mình xa lìa. Mà bất tác phương tiện, nếu mà biết được một chữ tri thì không có cần cái phương tiện bất tác, mà bất tác là không có làm cái việc phương tiện. Mà ly quyển tức giác, rời được cái quyển tức là giác thì diệt vô tầm tứ, là cũng không có cần đi từ bước đâu, nó thẳng trực nhập tam ma địa. Vì vậy mà Phật mới nói là gì, Phật cũng là ai, cũng là con người. Trời, ông với Đức Phật mới nói ra là trời lại cũng là con người, mới gọi là ly sanh hỷ lạc là sơ thiền. Xa lìa thì sanh đến an vui, thì sơ thiền thiên là trời. Rồi vậy địa ngục lại cũng là con người. Hả, mà bất lạc, khổ cụ, khổ khí, khả yểm, hữu vô, thì là cũng là từ con người.
Thế thì tứ thánh cũng là do con người, mà lục phàm cũng do con người, cho nên Đức Phật mới lấy trung tâm là con người. Phật nói ông hiểu, cho nên vì vậy mà Phật mới xuất thế tại cõi người đó. Nhưng mà vậy mà cái đám ngoại đạo thì nó bây giờ cái đám nó là nguyên thủy, chứ thật sự nó nói chuyện trên trời, nó cũng cầu chư thiên này kia không à. Cho nên cuối cùng rồi cái nguyên thủy nó cũng không phải là chánh tông Phật giáo, mà đại thừa thì nó cũng không phải là chánh tông nữa. Cho nên cuối cùng bây giờ chỉ có chân lý nó mới là trường tồn. Mà chân lý là cái gì? Cái lẽ thật. Thành ra cái người tu thật, hiểu Phật thật thì cái gì? Là con người sống rất là bình thường, nói chân thật, nghĩ chân thật và làm chân thật. Mà ít ra tại vì chi huyễn. Thì tri huyễn tức ly. Tức ly. Thầy phải hiểu nó là huyễn mới được. Thầy biết nó là huyễn á thì thầy ly được. Đúng. Cái đó đúng này. Tri huyễn tức ly là bất tác phương tiện, dạ, mà ly huyễn tức giác là gì? Thầy biết được cái huyễn là thôi được rồi. Có lý lắm mà thầy. Câu đó là có lý. Tri huyễn. Cho nên ông Phật chỉ tu một chữ tri à. Đó. Mà muốn từ con người mà làm trời lên ông Phật thì chỉ có chữ ly à. Cũng được. Cũng được. Thầy muốn là gì cũng được. Chữ. Nhưng mà tất cả đều là huyễn hết thầy. Thầy tất cả đều là huyễn hết. Đâu không đi làm đi. Dạ, con đi.